Sáng ngày 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số địa phương trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng cùng lãnh đạo Phòng Y tế đã đi kiểm tra tại trạm y tế xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián, Xuân Hồng và thị trấn Xuân An. Hiện nay tại các địa phương đang triển khai tiêm phòng COVID-19 đợt 13 cho người dân. Các tổ COVID cộng đồng đang tích cực triển khai rà soát những người đi về tại địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát nắm chắc những người trở về từ các tỉnh phía Nam và những người thường xuyên đi lại từ vùng có nguy cơ cao để tiến hành xét nghiệm miễn phí một tuần một lần. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, các địa phương tập trung cao tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với khu di tích đền Củi Xuân Hồng, cần phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng công an, y tế, đảm bảo chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi đón khách.